Trong khi chúng ta đang ngồi đây, thì Khrushchev đã cho nổ quả bom khổng lồ của ông ấy. Bằng hành động này, Liên Xô đã phá vỡ quy ước tạm hoãn về thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Người Nga đã tự phá vỡ quy ước tạm hoãn của mình. Hoa Kỳ đáp trả bằng một loạt những cuộc thử nghiệm có quy mô lớn hơn. Căng thẳng dâng cao khi gần 100 cuộc thử nghiệm hạt nhân được thực hiện từ giữa vùng thử nghiệm ở Nevada và biển Thái Bình Dương dưới các mật danh là Nugat, Storax và Dominic. Việc quan trọng chính yếu là tình trạng không chắc chắn trong hệ thống tấn công và phòng thủ của hệ thống vũ khí. Tính năng này được cài đặt nhưng lại không được chứng minh kể từ khi bắt đầu quy ước tạm hoãn. Các chiến dịch được thực hiện trở lại trên đảo Johnston và đảo Christmas trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch Dominic. Hoa Kỳ đã thương lượng với người Anh để sử dụng đảo Christmas khi thực hiện các cuộc thử nghiệm nhiệt hạch trên hòn đảo này. Những quả bom có sức công phá tương đương nhiều triệu tấn thuốc nổ được đưa lên các máy bay B-52 chiến lược từ Hawaii, di chuyển và thả chúng trên bầu trời phía nam đảo Christmas. Bộ Quốc phòng tiếp tục tiến trình thử nghiệm của mình trên không trung bằng cách thực hiện 5 cuộc thử nghiệm phía trên đảo Johnston. Hầu hết những quả bom này được tên lửa Thor của lực lượng không quân Hoa Kỳ chuyên chở để tiếp tục nghiên cứu cách vô hiệu hóa đầu đạn của địch ở trên không trung. Thử nghiệm vũ khí hạt nhân đã bước chân vào kỷ nguyên không trung.
Kennedy đã ký hiệp ước cấm thử nghiệm vũ khí hạt nhân, chào đón hy vọng hòa bình. Hành động nhỏ hướng tới sự an toàn này có thể được tiếp nối bởi những người khác lâu hơn và ít hạn chế hơn, cho dù cũng sẽ khó thực hiện hơn. Với dũng khí và sự đồng cảm đang dâng trào, hãy để cho chúng tôi đi trước tìm kiếm khát vọng thiết yếu của con người về hòa bình. Là Tổng thống của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, với sự góp ý và đồng tình của Thượng nghị viện, tôi xin ký văn kiện phê chuẩn hiệp ước này. Tightrope là cuộc thử nghiệm trên không cuối cùng được Mỹ thực hiện. Quả bom được đưa lên không trung từ đảo Johnston bằng tên lửa phòng không Nike Hawkins và nổ tung trên bầu trời phía trên đảo Johnston. Sự kiện này đã đặt dấu chấm hết cho toàn bộ chuỗi thử nghiệm hạt nhân trong bầu khí quyển của Hoa Kỳ. Đó cũng là thời điểm Hoa Kỳ tham gia hiệp ước cấm thử nghiệm vũ khí hạt nhân năm 1963. We entered the Limited Test Ban Treaty that prohibits any atmospheric testing. Như vậy, từ năm 1945 đến năm 1962, Hoa Kỳ đã thực hiện tổng cộng 331 cuộc thử nghiệm hạt nhân trên không. 100 quốc gia đã tán thành hiệp ước cấm thử nghiệm vũ khí hạt nhân, chấm dứt sự đe dọa về ô nhiễm phóng xạ từ những cuộc thử nghiệm này. Nhưng sau đó một năm, vào dịp kỷ niệm Quốc Khánh lần thứ 15, ngày 16 tháng 10 năm 1964, Trung Quốc đã ghi tên mình vào danh sách các nước sở hữu vũ khí hạt nhân và sẽ trở thành một đối trọng khác với người Mỹ về sau này. Có thể khẳng định trong tương lai rất xa, vũ khí hạt nhân sẽ vẫn được phát triển và đóng vai trò quan trọng trong chiến lược an ninh quốc gia của các nước trên thế giới. Đối với các cường quốc hiện nay, không có vũ khí hạt nhân sẽ chỉ là một ông lớn nửa vời, không có khả năng răn đe, làm kẻ khác khiếp sợ. Nhưng ở một khía cạnh khác, khi chúng ta từng tự hỏi chiến tranh sống ở đâu và điều gì khiến nó gớm quốc như vậy, và giờ chúng ta nhận ra mình biết nó sống ở đâu, ở trong chúng ta. Chương trình Hồ Sơ Mật được dừng lại tại đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại.